Chào mọi người đã quay trở lại với Chill with Dan. Và như mọi người thấy đó, đằng sau lưng mình là một cái background khá là lạ lạ trên kênh Chill with Dan đúng không? Bởi vì Dan Anh vừa mới dọn phòng xong cho nên là cũng thiết kế lại một chút gì đó cho khung cửa sổ của mình. Và mình cũng muốn quay một cái gì đó đẹp đẹp trước cái khung cửa sổ này. Nhân tiện thì Dan Anh cũng vừa mới được tặng 3 thỏi sọ đến từ nhà Solarfit. Cũng có nhiều bạn inbox hỏi mình là cái cặp kính này mua ở đâu, làm sao để trang điểm khi bị cận. Vậy thì mình nghĩ đây là một dịp hết sức hợp lý để chúng ta có thể kết hợp những yếu tố này lại, vừa swatch son và vừa bày cho các bạn cách mà Dan Anh trang điểm mỗi khi lên hình nhưng mà vẫn đeo kính. Còn bây giờ thì ai có mối quan tâm giống mình và có những cái nỗi khổ khi trang điểm khi bị cận á, hãy cùng mình theo dõi đến cuối video clip này nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Trước tiên thì mình sẽ nói qua một tí về thương hiệu Solarfit này. Thì Dan thấy là cái thương hiệu này cũng là một thương hiệu mỹ phẩm rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, được rất là nhiều YouTuber, beauty vlogger và cả diễn viên hot hon hi trong Hậu Duệ Mặt Trời quảng cáo cho nữa. Và lên cái trang web chính thức của hãng thì Dan thấy đây là một cái trang web rất là xịn. Họ đầu tư hình ảnh, video, các thứ rất là chuyên nghiệp luôn. Có rất là nhiều sản phẩm đa dạng, chuyên về trang điểm, ví dụ như là cushion, son môi, kem nền vân vân, rất là nhiều. Các bạn có thể truy cập tại trang web Solarfit. Nhưng mà cái dòng mà đang được tặng á là 3 màu son thuộc Solarfit Chiffon Fit Lip Tint. Thì đây là ba cái son mà Dan Anh được đẹp 21 tặng, là một trong những nhà phân phối cái sản phẩm Solarfit này. Tiếp theo một điều nữa thì bây giờ Dan Anh sẽ swatch cho các bạn. Nhưng mà trước tiên swatch đó thì Dan Anh sẽ quay trở lại với cái gương mặt mộc và bắt đầu chia sẻ cho các bạn cái cách trang điểm với cái cặp mắt kính này của mình. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu swatch son nhé. Về makeup look lần này mình sẽ làm đơn giản nhất có thể để đảm bảo có một giao diện đẹp mà vẫn tiết kiệm được thời gian. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cushion Laneige màu số 21B trung bình, loại dưỡng trắng chỉ có chỉ số SPF 50+, PA+. Cushion thì dễ mà đánh tan đều để da đều màu là xong. À quên, tất cả các sản phẩm mình đều để link ở phía dưới để các bạn có thể tham khảo. Sẵn đây nếu bạn nào muốn mua thì cũng có thể click vào đường link phía dưới để vừa được sale mà Dan Anh cũng có một chút hoa hồng nhé. Tiếp theo sẽ là gel khuyết điểm mình dùng của The Same. Em này lúc mới ra mấy năm trước thì siêu hot luôn, thấy ai ai cũng dùng. Beauty vlogger nào cũng có một em cho nên mình cũng mua dùng thử. Đối với mắt mình thì có quầng khá to nên là cây gel khuyết điểm lần này cũng không giải quyết triệt để được, nhưng cũng làm phần quầng mắt của mình tệp màu hơn với da và trông mịn màng hơn và tất nhiên thì cũng rất dễ tán. Mức cả chân mày thì mình dùng chì kẻ 3-in-1 của L'Oreal. Từ lúc dùng đến giờ phải nói là cực kỳ chim ưng, đồ sáp chắc, không dễ gãy, dáng dài, thon, vừa tay, cầm rất là dễ tì theo đường chân mày. Màu lên ngay, không cần nhấn nhá quá nhiều, mặt vát nhọn thì mình hay dùng để vẫy sợi phần gốc. Nhìn rất là tự nhiên cho chân mày, còn có thêm một đầu mút tán và đầu cỏ chải nữa các bạn nhé. Màu phấn mắt lần này thì mình chọn makeup theo tone nhẹ nhàng tự nhiên, không quá nổi nhưng mà vẫn phải lung linh và có tí điểm nhấn. Mình dùng bản palette BH Cosmetics dòng Royal Affair, tán đều và sơ ở phần mí và loan nhẹ lên trên, đừng quên phần mí mắt dưới nữa nha. Sau đó chọn ánh nhũ tan ra bầu mắt là mắt đã trông khác và xinh hơn hẳn rồi. Tiếp đó thì phần eyeliner mình có một mẹo nhỏ cho các bạn mới tập kẻ là hãy dùng một loại kẻ mắt có màu nâu viền trước, rồi sau đó mới dùng cả eyeliner chính màu đen đi lại đường màu nâu mới vẽ lúc nãy. Cách này sẽ giúp các bạn không bị sợ tô quá đà, màu nâu nhạt lên trước sẽ vẽ đường cho màu đen sau của eyeliner, chỉ cần đồ lại là đã chính xác và rất sắc nét. Đây là kinh nghiệm của mình sau khi cố gắng kẻ viền mắt bằng eyeliner thất bại sau rất nhiều năm. Màu nâu đầu tiên thì mình dùng dạng cọ và sáp của Tony Moly, sau đó thì dùng bút kẻ lông eyeliner màu đen của Vakoshi kẻ lại. Để đôi mắt thêm lung linh thì mình dùng nhũ màu bạc số 2 của Innisfree dòng Twinkle Glitter cho viền dưới mắt trông tươi tỉnh và hút hồn hơn. Lúc trước thì mình có đi thi tiếp viên hàng không, vòng đầu tiên thì thấy các bạn ứng cử viên đến từ Hàn Quốc đa số đều viền mắt kiểu nhũ bạc này trông thích mê luôn và mình cũng học theo từ đó. Cuối cùng thì để cho đôi mắt có hồn và nhìn hoàn thiện hơn, không thể thiếu bấm mi và mascara được. Mình dùng bấm mi Vakoshi và mascara Rocket của Maybelline. Bạn thấy sự khác biệt trước và sau khi bấm mi và chút mascara chưa? Một sự khác biệt siêu lớn nên các nàng đừng quên bước này nha. Không cần làm mi quá dài, dày và cong vì khi đeo kính vào nữa thì sẽ trông rất dừ và nặng nề, các bạn nhớ nhé.
Tiếp đến thì để cả khuôn mặt trông tươi tỉnh và kiềm dâu, mịn màng và đều màu hơn thì mình dùng phấn phủ có tí lấp lánh của Eclipse dòng Glow Powder. Và cuối cùng sẽ là má hồng, mình cực thích màu California của bản Palette Blush Bar & Cheek của Benefit này. Đắt sắc ra miếng nhưng mà cái má hồng này mỗi lần dùng lại suýt xoa trị tim vì độ yêu của nó pha chút hồng ánh cam và một chút highlight lấp lánh. Mình dùng sẵn bronzer màu Hoola có sẵn trong palette này rất là tiện lợi để đánh khối cho vùng cánh mũi cũng như là tạo các góc cạnh cho cả khuôn mặt. Và tiếp đến thì hãy cùng mình swatch on để hoàn thiện makeup look cho nàng đeo kính lần này nhé. Đầu tiên sẽ là về packaging của nó với thiết kế vuông đơn giản, nắp son màu đen. Tuy nhiên thì nó sẽ có vỏ nhựa và hơi dễ dính vân tay một tí. Nếu để trong túi xách về lâu dài thì chắc chắn là rất dễ bẩn và các bạn lưu ý. Trên thân son thì sẽ có thương hiệu Cetaphil Chiffon Fit Lip Tint. Màu thân son với màu son thực sự giống đến khoảng 80%. Các bạn cũng dễ mường tượng và chọn thông qua màu vỏ. Về thành phần thì son này sẽ có 3 thành phần chính là dầu bơ, dầu hoa hồng và dầu hạt anh đào Yoshino. Với công dụng lần lượt sẽ làm mang lại cho đôi môi độ ẩm và sức sống. Dầu hoa hồng thì sẽ giúp kháng khuẩn và điều tiết lượng dầu pH hiệu quả. Và cuối cùng là dầu hạt anh đào Yoshino sẽ cải thiện bề mặt da thô sần và tăng cường khả năng chống oxy hóa cho môi. Về mùi hương thì mình thấy son Cetaphil lần này có mùi thơm nhẹ dễ chịu, có hơi hướng sáp và trái cây một chút. Khi apply lên môi thì mùi chỉ thoang thoảng chứ không có nồng hay là gắt. Mình nghĩ là các bạn nếu mà dị ứng với mùi hương hoặc là không thích son có nhiều mùi thì em này khá là phù hợp. Còn về chất son thì có thể nói là nó rất là mềm mịn và mỏng, không bị bột, vón cục hay là lộ rãnh môi quá nhiều. Chất đặc hơn với son tint và nhẹ hơn với son kem. Mình có thể lướt trên môi rất là nhẹ luôn và có thể tán son bằng cọ hoặc là tay dễ dàng. Cảm giác son trên môi thì cũng khá thoải mái, ẩm, nhẹ chứ không có cảm giác nặng như các dòng son kem lì khác. Đến cuối ngày thì môi mình cũng không bị tróc và giữ được độ ẩm mượt. Về độ lên màu pigmented thì bạn này chỉ cần apply một lần thôi thì màu son đã lên chuẩn và rõ rồi. Lần này nó sẽ có những cái ưu điểm sau. Mình thấy đây là một sản phẩm lành tính được sử dụng cho những đôi môi nhạy cảm. Son lên màu ngay từ lần apply đầu tiên luôn. Đặc biệt là son dưỡng ẩm khá tốt nhờ thành phần từ thiên nhiên và chất son là dạng lỏng nữa. Cho nên là bạn có thể touch up lại bất cứ khi nào, kể cả không cần dùng gương cũng được. Lúc mình swatch son mùa mưa lạnh thì da môi của mình tróc và cũng hơi rát. Nhưng swatch son lên cảm giác rất là nhẹ và mịn, không có cảm giác bị ảnh hưởng hay là rát gì cả. Mình cực kỳ cả cứng điều này luôn. Son thì cũng có kết cấu mềm mịn, nhẹ tệp vào môi, không bị bột. Pha lên cũng rất dễ chịu, không bị nặng.
Đánh lòng môi thì khá đỉnh và bạn chỉ cần di chuyển mép môi một tí thôi là cũng đã đều màu rồi. Cuối cùng thì bộ son lần này của Cellafit có màu sắc rất đa dạng, trẻ trung, phù hợp với các kiểu trang điểm lẫn màu da, từ tông ấm đến tông lạnh, và mùi hương thì khá là dễ chịu. Mình tin chắc là thời gian tới, dòng son của Chiffon Fit Lipton của hãng Cellafit sẽ tạo nên trào lưu mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu. Và sản phẩm thì đang được bán tại cửa hàng phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc chính hãng, giá tốt tại thị trường Đẹp21. Bạn có thể truy cập trang web theo địa chỉ đẹp21.com nha. Hiện tại thì Đẹp21 cũng đang sale khủng lắm nên các bạn tranh thủ mua kẹo hết nhé. Và vừa rồi thì Đăng Anh vừa swatch xong 3 màu son 01, 04, 06 của Cellafit dòng Chiffon Fit Lipton. Và các bạn thấy 3 màu son này như thế nào? Màu son nào là màu mà các bạn thích nhất? Riêng Đăng Anh như đã nói ngay từ đầu video thì Đăng Anh thích nhất là màu số 01. Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của bạn về 3 màu son này phía dưới phần comment đó nha. Cũng như là cách trang điểm với chiếc mắt kính dành cho những người bị cận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye!